Khoảnh khắc đó, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra, cơ thể sống đã nghe người ta yêu, nói yêu ta, cũng là một thứ hạnh phúc xa xỉ đến thế. Ở tuổi 39, tôi gần như đã làm xong mọi việc mà đời này mình nghĩ muốn làm. Từ khi tốt nghiệp trường y tốt nhất cả nước, đã được học vị tiến sĩ, tôi công tác ở bệnh viện lớn số 1, số 2 toàn quốc, ra nước ngoài học tập 2 năm, sau đó về nước, lại dốc sức nghiên cứu cấy ốc tai nhân tạo tại trung tâm ốc tai cực kỳ nổi danh, cũng trở thành một nhân viên kỹ thuật nòng cốt. Với tôi, danh lợi trên đời chỉ tựa phù vân. Mặt khác, chồng tôi, năm ấy vẫn là đàn anh tại trường đại học, đồng nghiệp làm cùng bệnh viện, giờ đây cũng đã công thành danh toại, trở thành thanh niên cốt cán ở khoa ngoại, nghe nói là đối tượng được bồi dưỡng đã đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm khoa tương lai. Cuộc sống như thế, địa vị như vậy, tôi biết mình không nên đòi hỏi thêm điều gì nữa. Tôi hẳn là thỏa mãn, nhưng thật kỳ lạ, càng lên tới đỉnh cao của sự nghiệp, thì bản thân lại càng nhận ra, không còn chuyện gì có thể khiến tôi thực sự cảm động, hoặc là ít ra có thể khiến lòng tôi xao động. Tôi ngồi sau bàn, cảm thấy thói quen nghề nghiệp làm mình trông thực giống một bà hoàng, mà thật ra chỉ bản thân mới hiểu. Ánh mắt ẩn sau cặp kính kim loại lạnh như băng này vốn cũng đã lạnh lẽo vô cùng. Cứ như vậy mãi cho đến một ngày. Hôm ấy, trong số những bệnh nhi đông đảo của tôi xuất hiện một vị khách trưởng thành. Đó là một thanh niên trẻ, dung mạo rất bình thường, không có gì đặc biệt, tưởng chừng nếu cậu đứng lẫn vào đám đông sẽ khó mà tìm được. Cậu dè dặt ngồi xuống trước mặt tôi, trên môi nở nụ cười nhẹ, khiêm nhường hay thấy nơi người bệnh. Hàm Viễn, 22 tuổi, cậu trai nhỏ ấy đã bước vào cuộc sống của tôi từ đó. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Tôi muốn làm phẫu thuật kế ốc tai nhân tạo. Âm thầm thở dài, tôi có thể thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của cậu ấy. Nhưng trong việc này, có rất nhiều điều không thể miễn cưỡng. Cậu bị điếc bẩm sinh sao? Đúng vậy. Có thể phát ra tiếng không? Có thể, trước đây cũng đã kiểm tra qua. Tôi là vì điếc nên mới tạo thành câm. Tôi đại khái hiểu được những gì cậu đang suy nghĩ. Một ước mơ, một khao khát mà tôi không thể thực hiện. Tôi khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng làm cho mình có vẻ kiên nhẫn hơn một chút, nếp mặt tận lực ôn hòa nói. Cậu hẳn là rất muốn nghe được âm thanh. Cậu ấy không chút do dự gật đầu, đồng thời cũng hy vọng có thể nói, có thể biểu đạt cảm tưởng của chính mình, đúng không? Cậu nhỏ hơi ngơ ngác nhìn tôi, sau đó thật thận trọng, thật chậm rãi gật đầu. Trình độ kỹ thuật bây giờ có thể giúp cậu khôi phục tính lực, tuy rằng không phải 100%, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cố ý tạm dừng một chút, nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của câu nói kế tiếp. Nhưng mà lúc cậu tới có thể đã thấy, những giải thích trong tờ tuyên truyền của chúng tôi, đối tượng trị liệu chủ yếu mà chúng tôi hướng đến là trẻ em, càng nhỏ càng tốt. Tại sao? Bởi vì khả năng tiếp thu của trẻ em tương đối mạnh mẽ. Đây cũng là thời kỳ học tập khá tốt, giúp đứa bé có thể học được cách lý giải ý nghĩa của các thanh âm, học cách trao đổi, cách nói chuyện. Nhưng với trường hợp của cậu đã mất đi những điều kiện, hoàn cảnh tốt nhất, mặc dù qua giải phẫu có thể đạt lại thính lực, lại không thể hiểu những gì mà người khác nói, muốn học nói lại càng khó khăn. Chúng tôi hy vọng trước khi cậu kiên trì tiến hành phẫu thuật, có thể hiểu rõ được điều này. Viện viện rất nghiêm túc, gật đầu một lần nữa. Rồi bất chợt, cậu mỉm cười, làm tim tôi có phần loạn nhịp. Cảm ơn cô, bác sĩ. Những gì cô nói trước đó, tôi cũng đã tìm hiểu. Tôi mong có thể làm phẫu thuật. Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, chỉ cần nghe thấy là tốt rồi. Chỉ cần nghe thấy thanh âm của người ấy. Phiến phiến vẫn cười đầy ấm áp, gương mặt cậu nhuốm vẻ hạnh phúc dịu dàng, hàng lông mi mềm mại bao phủ một đôi mắt ôn nhu đến kỳ lạ, có nét thanh nhẹ thoát tục, gợi tôi nghĩ đến hình ảnh giọt sương nào khẽ động trên nhành lá buổi sớm mai. Tôi thấy cõi lòng mình phút chốc liền ngọt ngào êm ái, cảm giác gương mặt Viễn Viễn vì ánh sáng của hạnh phúc mà càng trở nên sinh động, đáng yêu.
Tôi biết mình đang phạm phải một sai lầm. Mặc dù lý do của cậu vô cùng giản đơn, nhưng tôi hoàn toàn có thể sẽ phụ sự kỳ vọng ấy. Nguyện vọng càng đơn giản, bình thường bao nhiêu, thì khi không thể đạt được sẽ lại càng đau đớn và thất vọng bấy nhiêu. Tôi vẫn cố gắng tiếp tục giải thích một chút. Cậu phải biết rằng chúng tôi rất hiếm tiến hành phẫu thuật cho người trưởng thành, một phần vì xác suất thành công tương đối thấp, mặt khác là do sau khi phẫu thuật, cảm giác thỏa mãn mà nó mang đến cho người bệnh quá mức nhỏ. Biết rõ những điều này, cậu vẫn muốn thực hiện sao? Phiền phiền vẫn như trước, nhẹ cười, gật gật đầu. Không một biểu tình sầu khổ, không một nét yếu ớt tâm linh. Đứa bé tên Hàng Viễn này tuy trời sinh câm điếc, nhưng nội tâm kiên cường, chẳng hề giống những kẻ thích giả vờ hay kìm nén mà tôi vẫn thường thấy. Cậu mỉm cười, chỉ vì cảm nhận được tình yêu của một người mà thoáng vui sướng. Hơn nữa, Hàm Viễn còn đem niềm vui đó truyền sang cả tôi, làm tôi quyết định phải giúp đỡ cậu. Ít nhất, tôi hy vọng có thể giúp cậu nghe thấy thanh âm của người mình thương. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của tôi càng thêm bận rộn. Số người bệnh đến yêu cầu tiến hành phẫu thuật ốc tai ngày một nhiều. Có lẽ nhờ danh tiếng của trung tâm đã lan xa, mà cùng lúc tôi cũng tích cực chuẩn bị học lên cao hơn. Ở trên thì có tin đồn thổi rằng chồng tôi đã được nhắm cho cái ghế phó chủ nhiệm khoa ngoại. Hiện tại bắt đầu bước vào thời kỳ khảo sát, anh ấy cũng gấp tới độ tối tăm mặt mũi. Thật kỳ lạ, rõ ràng cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà, vậy mà dường như ngoại trừ chuyện công việc, chúng tôi lại chẳng kiếm được bất cứ thứ gì khác để nói. Một tối như thường lệ, khi tôi đang ngồi xem sách thì chồng tôi đẩy cửa bước vào. Sao anh về muộn vậy? Tôi kéo kéo quần áo trên người cho phẳng, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường để điểm 9 giờ. Cơm chiều còn để trong lò vi sóng, anh có đói thì hâm lại cho nó mà ăn. Cắm đầu vào sách, tôi cố đem mấy phần giải thích vô cùng khó nhớ của các thuật ngữ chuyên ngành trong đó ra, ôn lại lần nữa. Anh ấy hy vọng nhìn tôi. Em nấu. Làm sao em có thể nấu được? Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Anh cũng biết gần đây em rất bận mà, lúc về tới nhà đã là 7 giờ, đồ ăn đều phải mua ngoài quán đó. Chồng tôi mệt mỏi khô tay. Được rồi, anh biết rồi, anh không muốn ăn nữa. Tùy anh. Tôi lấy tay nâng kính, tiếp tục cúi xuống đọc sách. Qua thật lâu, tôi mới nhận ra anh ấy nằm ở phía sofa đối diện, vẫn không nhúc nhích. Diệt Quân, anh không sao chứ? Tôi nhẹ giọng hỏi. Bồn anh khẽ chuyển, cuối cùng mở miệng qua loa nói. Không có việc gì đâu, chỉ là quá mệt mỏi, không muốn cử động mà thôi. Anh mệt thì cứ ngủ đi, thứ bảy nay em có cuộc thi, có lẽ sẽ phải thức muộn. Diệt Quân ậm ừ vài tiếng, nhưng chưa ngồi dậy. Túc Dung, em có rảnh không? Tự nhiên anh lại muốn tâm sự cùng em. Chẳng phải em vừa nói rồi sao? Thứ bảy này em còn có cuộc thi, có gì đợi em thi xong thì mình nói sau được không? Bực bội kêu đến, liếc nhìn đồng hồ, nhoáng cái đã 10 giờ. Tôi không thể thấy rõ Diệt Quân lúc này, mà anh nghiêng khuất trong bóng tối, thân thể cứng đờ, bất động, lời nói thì ấp ấp mở mở, vô cùng khó hiểu. Em có bao giờ nghĩ rằng nếu trước thứ bảy anh đột nhiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà chết, như vậy em sẽ không còn cơ hội nào để nói chuyện với anh nữa? Gì thế này? Tôi nhìn anh, thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng tựa băng tuyết. Trời Nhật Quân, anh lo nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Anh không thể gặp chuyện kém may mắn như vậy được. Loại chuyện xác suất nhỏ bé như thế này sẽ không phát sinh trong cuộc sống của chúng ta. Em chỉ lạ một điều, sao tự dưng anh lại có cái suy nghĩ ấu trĩ thế hả? Diệt Quân khẽ trở đầu, hai tay che lại ngọn đèn. Xin lỗi, anh không nên nói năng một cách bốc đồng như vậy. Có lẽ anh mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng đã xảy ra việc gì? Hôm nay khoa bọn anh đón một người bệnh 23 tuổi, là sinh viên vừa tốt nghiệp, vậy mà bị ung thư gan giai đoạn cuối, hôn mê phải chuyển vào bệnh viện. Cậu ấy tỉnh lại là khóc không ngừng, nói rằng nếu cứ ngủ mãi không dậy, người kia liền vĩnh viễn không thể nghe được âm thanh của mình.
Thật lâu sau tôi mới cất tiếng. Tất cả cũng chỉ là tùy vào vận mệnh. Nếu cậu ấy thật sự như vậy mà mất đi thì cũng chỉ có thể là do số mạng của cậu ta vốn thế mà thôi. Nhìn cậu thanh niên đó vội vàng khẩn thiết như muốn bắt lấy điều gì, không hiểu sao anh lại thấy có chút hâm mộ. Chẳng hạn như sinh mệnh, chẳng hạn như một đoạn tình, chẳng hạn như một người để yêu. Tay anh đặt trên mặt, che khuất từ ánh sáng lấp loáng của đèn điện rọi vào, giống như không muốn cho tôi thấy vẻ mặt của anh. Tuy vậy, chuyện này cũng không quan trọng. Nó chưa đủ khả năng làm ảnh hưởng tới sức phán đoán của tôi. Tôi biết anh đang phạm phải chút sai sót bình thường. Loại sai lầm này, lúc còn học việc, chúng tôi ai cũng đã trải qua. Diệt Quân, theo nghề y nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu sao? Điều kiện đầu tiên của người thầy thuốc là không thể nảy sinh những tình cảm không cần thiết đối với người bệnh. Anh làm việc bên khoa ngoại từng ấy thời gian, tử vong mất mát thấy còn ít sao? Gặp ai cũng đồng tình, cũng thương cảm một trận, về nhà liền thành cái xác không hồn. Ngày mai anh rốt cuộc có muốn đi làm hay không đây? Diệt Quân nhìn tôi hồi lâu, cúi đầu. Em nói rất đúng, anh xin lỗi. Anh phải nhớ kỹ, không thể vì người bạn mà dao động cảm xúc. Anh ấy đứng lên, thoạt nhìn có vẻ so với vừa rồi càng thêm mỏi mệt. Có một số việc tự mình suy nghĩ chắc sẽ dễ thấu hiểu hơn. Vì vậy tôi cũng không để ý tới anh nữa, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Lúc sau, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ từ bên trong cửa truyền đến, phảng phất tự như đang nói. Lạnh lùng có lẽ cũng là một phương pháp sinh tồn không tồi. Nhưng như vậy, em hạnh phúc sao? Những ngày tháng bận rộn sau đó đã làm tôi không còn thời gian để quan tâm đến cuộc sống của người khác nữa. Khám bệnh, giải phẫu, dạy học, nghiên cứu, cuộc thi, biện luận. Tôi quay cuồng giữa hàng núi việc, vất vả khổ sở như một con la. Tưởng chừng thời gian ấy, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến lòng tôi mảy may rung động, cho dù chuyện đó có liên quan tới chồng mình. Cuộc phẫu thuật của viện viện còn phức tạp hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Kết quả kiểm tra ống tai trong của cậu ấy không chỉ cho thấy hiện tượng dị dạng ống tai hiếm gặp, mà cả hội chứng cũng tiền định giãn rộng cũng được phát hiện. Loại dị dạng này là trở ngại lớn nhất cho việc tiến hành giải phẫu, thậm chí ngay cả ở châu Úc, nơi mà kỹ thuật gây ống tai nhân tạo được coi là xuất sắc nhất, thì trường hợp kiểu như vậy thì lại thành công cũng rất thấp. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt vừa thành khẩn, chân thành, vừa dịu ngoan hết mực của viện viện, tôi lại không nỡ khiến quần sáng long lanh ấy có thêm chút gì vụn vỡ. Vì vậy, tôi không ngừng tra cứu, không ngừng kiểm chứng, một lần, lại một lần, sửa chữa phương án thủ thuật của mình. Ngày phẫu thuật, mặc dù đã có cha mẹ ở bên động viên, chăm sóc, nhưng viện viện thoạt nhìn vẫn có chút khẩn trương. Viện viện, lát nữa chúng tôi sẽ giúp cậu thực hiện một cuộc phẫu thuật. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ rất đơn giản thôi. Cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Viễn viễn gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, chỉ cô mới có thể giúp tôi mà thôi. Tôi rất tin tưởng vào điều ấy. Một nụ cười nhợt nhạt và tuyệt đẹp nở trong môi cậu bé, nhẹ nhàng, rung động, như mặt nước hồ trong gợn sóng. Nhìn viễn viễn nằm im trên bàn mổ, hai mắt khẽ nhắm, thần thái an tường, tôi đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ. Dường như cậu ấy là một tinh linh nào đó đang lẳng lặng ngủ say giữa màu xanh cây cối, chờ được hồi sinh, chờ được đánh thức. Sau đó, đũa thần trong tay tôi vung lên, cậu tỉnh lại, viễn viễn sẽ cười với tôi một cách trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Ca phẫu thuật lâu hơn so với bình thường, kéo dài 4 tiếng. 4 tiếng đó là từng khâu, từng bước mà tôi đã cố gắng cẩn thận, từng ly từng tí, không hề sai sót. Thuốc tê hết hiệu lực, viễn viễn không cha mẹ rời bệnh viện. Lúc đi, cậu nhỏ cứ ngoái đầu nhìn tôi, nhìn mãi. Rồi bất chợt, viễn viễn xoay người lại và cúi đầu thật sâu, ngẩng lên, nước mắt đã lưng tròng. Cậu ra dấu nói cảm ơn. Ngón tay dừng lại trong không trung một thời gian dài, tự như chiếc gậy chỉ huy của người nhạc trưởng, lặng im chờ đón giây phút chào cảm tạ. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?
10 ngày sau cuộc phẫu thuật, tôi gặp lại Viễn Viễn, tự tay gỡ bỏ miếng băng gạc trên tay cậu ấy, tự tay đón lấy máy trợ thính, tự tay điều chỉnh độ lớn nhỏ của âm lượng cho phù hợp. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi vừa nói, vừa ra sức khua tay làm dấu, vô cùng căng thẳng. Thời gian dường như đã ngừng lại vào thời khắc ấy. Viễn Viễn ngơ ngác nhìn tôi, nét mặt không hề thay đổi. Tôi tiếp tục nhắc lại một lần. Tự như giây phút được phép được phẩy ra, tinh linh vẫn ngủ say dần dần tỉnh lại. Một làn sương mỏng đột nhiên phủ lên đôi mắt trong của cậu. Cậu che miệng, nước mắt từ những kẽ ngón tay không ngừng đổ xuống. Viễn Viễn gật đầu, liên lụy gật đầu, khuôn mặt, ánh mắt, bàn tay cậu đều đã ướt nước, ánh lên những vệt sáng không tên trắng trong, lấp loáng. Khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt vốn lạnh lùng bỗng nhiên nhòa lệ, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không vui mừng tới thế. Thậm chí ngay cả niềm vinh dự lúc được bầu làm giảng viên chính của khoa cũng chẳng thể tuyệt vời bằng giây phút này. Khoảnh khắc ấy, tôi còn thực sự cảm tạ công việc của mình, cuộc sống của mình đã ban cho tôi một thứ hạnh phúc tràn đầy và trực tiếp đến vậy. Hạnh phúc tới mức tôi quên mất rằng mình đang phạm vào một sai lầm. Một sai lầm giống hệ Diệt Quân. Khi tôi về đến nhà đã là 10 giờ tối, mở đèn, lại thấy Diệt Quân nằm trên ghế sofa, hai tay che mặt. Diệt Quân, sao anh nằm đây mà không bật đèn? À, anh chỉ muốn yên tĩnh nằm một chút. Tôi bước tới gần anh. Thế nào lại không lên giường nghỉ? Anh đang đợi em mà. Anh ấy chậm rãi kéo tôi về bên, đầu tựa lên người tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệt Quân trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Cậu ấy chết rồi. Tôi lập tức biết được anh đang nói về ai. Mấy ngày nay, cả anh và tôi đều bận tới mắt tới mũi, nhưng trong những lần trao đổi ngắn ngủi với rời rạc, vô tình hiểu ý kiểu gì lại luôn nhắc tới cậu bé này, nói tới nỗi sợ hãi của cậu, nói tới sự bi thương của cậu, nói tới khát vọng sống mãnh liệt của cậu. Tuy vậy, cậu ta vẫn cứ rời đi, mặc dù đã sớm dự đoán được. Đừng đau buồn nữa, các anh đã cố hết sức rồi. Tôi khẽ vuốt tóc anh. Túc Dung, đã rất lâu rồi anh mới lại cảm thấy bất lực như thế này. Y học trước vòng xoáy của số phận thật sự phải đầu hàng sao? Em có biết không, cậu ấy thầm mong có thể sống thêm một tháng, nhiều hơn một tháng. Chỉ là nguyện vọng nhỏ bé như vậy thôi mà anh cũng không sao thực hiện được. Móng tay anh cắm sâu vào cánh tay của tôi. Tôi yên lặng chịu đựng, cố gắng dùng sự đau đớn của mình để chia sẻ những thống khổ nơi anh. Cậu ấy chắc cũng lờ mờ biết được mình không thể qua khỏi. Sáng nay, nhân lúc còn chút tỉnh táo cuối cùng, cậu ấy điên cuồng ấn chuông cấp cứu. Rốt cuộc cũng chỉ là muốn anh giúp cậu ta thu một cuộn băng gửi tới người yêu, nhờ anh chuyển giúp. Cậu ấy khi đó gần như phải dựa vào máy trợ hô hấp để duy trì sinh mệnh. Vì sao phải nhờ anh độc hộ? Không phải chỉ cần chuyển thư là được hay sao? Không, cô bé kia bị câm điếc. Hai người họ đã có ước định, nhất định sẽ dốc sức chữa khỏi bệnh cho cô bé, sau đó làm cho thế giới của cô tràn ngập âm thanh của cậu ấy. Nhưng mà cậu ta không thể chờ được. Vì số phận của chàng trai xa lạ ấy, tôi đã tiếc nuối mà thở dài thật sâu. Tự nhiên lại nhớ tới Viễn Viễn, nhớ tới gương mặt vui mừng đẫm nước mắt của cậu. Đều là những người khát khao hạnh phúc. Vì lẽ gì một bên đạt được cuộc sống mới, một bên lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lời mời của tử thần đây? Lá thư này nếu là mọi khi thì anh nhất định sẽ nghẹn ngào mà không thể đọc nổi. Nhưng anh biết rõ rằng đó là tiếng lòng của cậu ấy. Toàn bộ những gì muốn nói, những lời yêu thương chưa bày tỏ. Cậu ấy khóc mãi, nước mắt từng giọt lặng lẽ tuôn rơi.
vậy mà vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn anh, như sợ anh đọc thiếu mất một từ, một ngữ. Anh đọc một lần, rồi lại một lần, không ngừng lặp lại, đồng thời cũng nhìn cậu, nhìn những luyến tiếc, những bi thương, những tuyệt vọng, những ánh sáng của sự sống trong đôi mắt cậu bé. Cứ thế, từng chút một, mất đi. Vòng tay của Diệu Quân siết lại ngày càng chặt, đầu chôn sâu trong lòng tôi. Tôi hiểu, anh ấy không muốn tôi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của anh lúc này. Diệu Quân gần hơi ấm của tôi để xóa mờ những đau đớn, bi ai đang chất chứa khắp cõi lòng. Anh giống như một chàng dũng sĩ quả cảm kiên cường, suốt ngày này tới tháng nọ, không ngừng chiến đấu. Bây giờ, chàng mệt mỏi, rã rời, quay đầu lại, chỉ mong được thấy một mảnh thiền viên xanh biếc cùng một mái nhà, vậy thôi. Diệp Quân cuộn trong lòng tôi mà cất tiếng. Anh yêu em. Tự như có gì đó đâm mạnh vào trái tim tôi. Những lời này, ít nhất cũng đã 10 năm trôi qua, tôi mới lại được nghe thấy. Rất nhanh, chúng tôi liền quên đi cái chết của chàng trai ấy. Tôi cùng chồng đều tiếp tục bề bộn với những công việc ở cương vị của mình, bận tới mức không còn thời gian để nhấm nháp chút cay đắng còn sót lại. Tất cả đều phải cảm ơn cái chức nghiệp này. Mỗi ngày xung quanh tràn ngập sinh lão bệnh tử nhiều như vậy, thứ cảm tình nào rốt cuộc cũng trở nên có chút dư thừa. Có lẽ trên đời này, trong vòng định mệnh quẩn quanh, trời cao thật sự có mắt. Cậu trai kia lại một lần nữa đi vào cuộc sống của tôi bằng một phương thức thực sự rất đặc biệt. Một tuần sau, viện viện trở lại kiểm tra. Mặc kệ thái độ của tôi đối với những người khác có bao nhiêu lạnh lùng, bình tĩnh, thì đối với viện viện, tôi vẫn luôn dành cho cậu chút gì thật trìu mến. Tuy vậy, cậu bé thoạt nhìn không được ổn cho lắm, thần sắc cũng trở nên tiều tụy rất nhiều. Làm sao vậy? Cậu gặp phải vấn đề gì à? Tôi vừa dùng thủ ngữ, vừa cất tiếng hỏi. Viện viện gật đầu, cậu ấy vẫn không nói lấy một lời. Kể cho tôi nghe được không? Tôi sẽ giúp cậu. Tôi kiên nhẫn nói. Viện viện rơm rớm nước mắt. Cậu khẽ nuốt nước bọt, trên cổ đã nổi gân xanh. Tôi muốn nhờ cô giúp. Viện viện chậm chạp ra dấu. Sau giờ làm việc, tôi có thể quấy rầy cô một lát được không? Có thể. Tôi cố gắng lộ ra một nụ cười thật tươi, nhưng tận đáy lòng lại không ngăn được có chút lo lắng. Cảm ơn. Miệng không hề mở, nói chuyện vẫn là nhờ ngón tay. Ngón tay viện viện nhưng lại trong không trung một thời gian dài, tựa như chiếc gậy chỉ huy của người nhạc trưởng, lặng im chờ đón giây phút chào cảm tạ. 6 giờ, viện viện thực sự tới tìm tôi. Tôi cũng theo lời hẹn chờ cậu ta ở văn phòng. Môi cậu nở nụ cười yếu ớt, nhưng trên mặt một chút ý cười đều không có, thực sự chẳng giống cậu chút nào. Viện viện trước kia có bao giờ bất an tới mức phải vặn xoắn những ngón tay sao? Tôi kiên trì chờ đợi cậu tìm được dũng khí. Cậu bé cuối cùng cũng ngẩng lên. Tôi cực kỳ tín nhiệm cô, xin cô hãy giúp tôi. Tôi gật đầu không nói. Chuyện này tôi chỉ dám nói với cô, cũng chỉ có cô mới có thể giúp tôi mà thôi. Viện viện mơ hồ ngấn lệ. Thực bất thường. Nói đi viện viện, sự chúng ta còn có khoảng cách nào nữa hay sao? Viện viện chớp chớp hàng mi dài mấy cái, rồi lại chớp chớp, dáng vẻ có chút khờ dại, ánh mắt cũng bởi vậy mà trở nên trong suốt. Cô cũng biết tôi muốn chữa khỏi tai mình là vì một người. Người đó... Cậu thắng ngừng người một chút, cánh tay rút cuộc dũng cảm hạ xuống. Là một nam sinh. Tôi sững sờ khiếp sợ. Thì ra một viện viện thiện lương, thuần khiết và ôn nhu như này lại có thể là một. Mặc dù nội tâm ngủ vì tạp trần, nhưng may mắn nhờ thói quen nghề nghiệp mà gương mặt tôi vẫn bình thản như trước, không một tí khác thường, lo lắng. Tôi dùng cái biểu tình cứng nhắc ấy nhìn viện viện. Chiếc kính đeo trên mặt như bức tường ngăn cách giữa hai bên, mà viện viện không hề chú ý tới những cơn sóng thầm mãnh liệt
đang giằng xé nơi tôi đằng sau mặt kính, tiếp tục biểu đạt. Những ngón tay cô trông không ra hiệu, tự như một loại vũ đạo đặc biệt nào đó. Anh ấy mất rồi. Chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, ngón tay cô viễn viễn dừng lại bên tay phải, thật lâu, thật lâu. Vẻ mặt cậu thoáng hoảng hốt, tự như cái dấu hiệu mất ấy đã không chỉ lấy đi người cậu yêu thương, mà còn mang cả linh hồn cậu cùng tan biến. Viễn viễn cúi đầu, hít hết chiếc mũi nhỏ, cô nấy nhầm cảm xúc nghẹn ngào. Cậu khẽ nhuyễn mắt, ngượng ngùng cười cười với tôi, nhưng một khắc sau, lại đột nhiên vỡ òa thành tiếng. Mà một lúc lâu, tôi vẫn không thể nói nên lời. Tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho đứa bé này, nhiều tới mức chính bản thân mình cũng không thể nhận biết. Viễn viễn đã từng yêu người ấy sâu sắc tới như vậy. Hiện tại, cậu đứng trước mặt tôi và không thể ngừng khóc. Tôi không thể đánh giá tình yêu của cậu, mà thật ra, thứ cảm tình này khiến tôi mơ hồ xấu hổ. Tôi không biết liệu bản thân có thể dành cho anh một tình yêu trọn vẹn như cậu đã dành cho người thương của mình hay không nữa. Lúc sau, khi cảm xúc của viễn viễn đã dịu bớt, tôi mới chậm rãi ra dấu biểu đạt. Tôi có thể làm gì để giúp cậu đây? Viễn viễn bớt xác lùi vào sau một chút, thân hình mạnh dẻ thật khiến người ta cảm thấy yêu thương. Tôi nhắc lại một lần. Viễn viễn hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nói. Cô cũng biết tôi không thể nghe được âm thanh, từ nhỏ đã không thể. Tôi cũng chẳng vì thế mà đau buồn hay khổ sở, bởi tôi biết đó đã là số mệnh của mình. Có oán giận cũng chẳng được gì. Nhưng từ khi gặp người ấy, tôi tự nhiên lại khát cầu chút gì đó vốn không thuộc về mình. Tôi ước gì có thể nghe thấy thanh âm của anh, nằm mơ cũng nghĩ tôi muốn biết anh ấy với ánh nhìn dịu dàng và ấm áp như thế sẽ có một chất giọng ngọt ngào đến nhường nào. Tôi mong sao nghe được tên mình từ miệng anh, một lần lại một lần gọi tôi để chiều mến. Cô sẽ không thể tưởng tượng nổi tôi đã vui sướng thế nào khi biết mình có thể nghe thấy mọi thứ đâu. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ nghe được tiếng nói của anh ấy. Chúng tôi đã ước hẹn, chỉ cần tay tôi chữa khỏi, hai người sẽ nắm tay nhau du ngoạn khắp chốn. Chúng tôi muốn trèo lên đỉnh núi cao nhất, tại nơi có thể chạm tay vào bầu trời ấy mà gọi tên nhau. Sau đó thì như cô đã biết, lúc tôi trở về chỉ còn lại cuộn băng ghi âm mà anh ấy gửi. Viễn viễn cô này nỗi buồn vô cùng cẩn thận đào một cuộn băng xuống trước mặt tôi. Đáng tiếc là tai tôi chỉ vừa mới khỏi, nghe cái gì cũng không hiểu. Tôi cũng không dám nhờ người khác dùng thủ ngữ nói hộ những lời anh ấy thu lại. Tôi rất sợ mình không thể khống chế nổi cảm xúc. Tôi... Viễn viễn cúi đầu, nâng tay bưng trán. Căn phòng bỗng tràn ngập tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu ấy. Tôi không nói gì. Không, tôi rơi lệ. Tôi vừa khóc, vừa cầm cục băng lên, tỉ mỉ xem xét rồi mới bỏ nó vào chiếc radio viễn viễn mang tới. Khi những thanh âm rè rè từ đài bắt đầu vang lên, viễn viễn liền ngẩng đầu, chăm chăm nhìn tôi. Tôi đã sẵn sàng, ngón tay đặt giữa không trung, giống như chuẩn bị bắt đầu bản giao hưởng riêng của mình. Một giọng nam. Viễn viễn, thật xin lỗi. Khi em nghe được thanh âm của anh lại rời xa mất rồi. Viễn viễn cũng nghe được, nhưng cậu bé chỉ có thể nghi hoặc nhìn tôi, nhìn ngón tay của tôi vẫn như cũ mà bất động trên không. Viễn viễn, thật xin lỗi. Khi em nghe được thanh âm của anh lại rời xa mất rồi. Trời ạ! Tôi vội vàng dùng tay che lại miệng mình, cố gắng không để tiếng thét chói tai vọt ra. Tuy vậy, lại không cách nào chế ngự được nỗi niềm xúc động đang trào dâng nơi đáy lòng. Nó mãnh liệt, dò xét đôi mắt tôi, làm nước mắt tôi như nước suối, cứ thế tuôn rơi. Giọng nam ấy, rõ ràng là giọng của Diệt Quân. Những mảnh ký ức bỗng chốc ùa về và trùng khớp đến kỳ lạ. Tôi lập tức nhớ tới chàng trai kia, cậu ta quyến tiếc người yêu thương của mình. Và lúc sắp sẽ từ cõi đời này, liền nhờ Diệt Quân thu hộ một cuộn băng, trong đó là biết bao lời yêu thương gửi lại. Vì lẽ gì thời gian không thể dừng lại trong chốc lát,
để tính mạng cậu ấy có thể nhiều hơn một ngày. Vì lẽ gì? Vì lẽ gì vĩnh viễn liều mạng chỉ khỏi tay mình, để rồi cuối cùng lại vĩnh viễn mất đi cái quyền được nghe nhỏ nhoi ấy. Cho dù chỉ còn một ngày thôi, một ngày cũng tốt, khi thế giới của tôi chỉ còn lại thanh âm người ấy. Gương mặt đẫm nước mắt của tôi dọa cho viễn viễn hoảng sợ. Cậu nhỏ hết sức lo lắng, suýt chút nữa đến nhà tới ôm lấy tôi. Cậu ấy kích động tới mức đôi tay liên tục ra dấu. Cô làm sao vậy? Cô làm sao vậy? Cô làm sao vậy? Mà tôi chỉ có thể vừa nhìn cậu vừa không ngừng run rẩy. Viễn viễn cũng bị tôi làm khóc, bàn tay vẫn tiếp tục ra hiệu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Viễn viễn, người nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi không kìm nén nổi, vì người ấy, hoặc là vì thánh âm của người ấy. Xin lỗi, viễn viễn, những giọt lệ này hãy để tôi khóc giùm cậu. Cậu đã vĩnh viễn mất đi người mình thương yêu cùng với thanh âm của anh ấy. Viễn viễn, thật xin lỗi. Khi em nghe được thanh âm của anh lại rời xa mất rồi. Anh cũng vô cùng luyến tiếc, vô cùng khổ sở, cũng từng ngày đêm khẩn cầu Thượng Đế, nhưng chắc vẫn không thể đợi được. Anh khao khát biết nhường nào, chờ mong biết nhường nào, được nhìn thấy nụ cười rạng người của em. Khi nghe thấy anh nói, em biết không, nụ cười đó đã theo anh rất nhiều năm, đã hoàn toàn dung hòa vào máu thịt. Vào lúc phải ra đi, điều mà anh lo lắng nhất cũng chính là em. Một mình em làm sao có thể vất vả bôn ba trong thế giới không có anh, một thế giới không còn thanh âm của anh, cứ vậy lặng lặng bước đi. Nghĩ tới đó, anh liền lo lắng tới tột độ, sợ hãi tới tột độ. Khi cận kề cái chết, điều anh nuối tiếc nhất không phải là sinh mệnh ngắn ngủi, mà là anh sẽ không bao giờ còn có thể chăm sóc em. Nhưng không sao, em vốn rất kiên cường, thậm chí so với anh lại càng mạnh mẽ. Chính một viễn viễn như vậy đã thu hút anh, làm anh không thể rời mắt, làm anh mãi mãi chìm đắm trong nụ cười dịu dàng của em. Viễn viễn, lời hẹn của chúng ta, chắc là em sẽ phải hoàn thành một mình rồi. Lúc nào em đến nơi gần bầu trời nhất, xin hãy để anh gọi to tên em. Viễn viễn, anh yêu em. Viễn viễn, anh yêu em. Viễn viễn, anh yêu em. Viễn viễn. Ngón tay tôi liên tục vẽ trong không trung cái tên ấy, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thanh âm Diệt Quân vẫn quanh quẩn khắp chốn, vang vọng một thứ cảm xúc chưa từng thể hiện. Anh ấy chưa từng gọi tên tôi một cách thâm tình và chân thành đến thế, cũng chưa từng nói yêu tôi nhiều tới vậy. Nhưng giờ phút này, trong thế giới của tôi, cũng chỉ còn lại thanh âm của Diệt Quân. Tự như anh ấy không ngừng ở bên tai tôi, nhẹ nhàng, nỉ non nói: yêu em, yêu em, yêu em, yêu em. Vĩnh viễn vẫn đăm đăm nhìn tôi, nước mắt đã rơi đầy mặt, nhưng cậu bé cũng không cố sát. Cậu ấy sợ bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của tôi, cho dù chỉ là nhỏ nhất. Vĩnh viễn muốn dùng cách thức riêng của mình, đem tất cả những lời người yêu nói, vĩnh viễn bảo vệ dưới đáy lòng. Nên, dù đã khóc nhiều như vậy, cậu ấy cũng không chịu chớp mắt lấy một cái. Chàng trai kia vào giây phút ra đi, biểu tình nhất định cũng là như thế. Viễn viễn, anh yêu em. Viễn viễn, anh yêu em. Viễn viễn, anh yêu em. Viễn viễn. Khi về đến nhà, lần đầu tiên tôi cảm thấy kiệt sức tới vậy. Diệt Quân đang nằm trên giường đọc sách, ánh đèn ảm đạm, mơ hồ chiếu hắt vào mặt anh. Tôi bước qua, chẳng thèm đổi quần áo, giày dép, liền ngã xuống bên cạnh. Sao vậy? Nhìn em mệt mỏi quá.
Anh ôm gần, tim tôi ôm trước ngực, ngón tay mềm nhẹ mơn trớn lưng tôi. Tôi không nói, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có. Ngày mai em nghỉ ở nhà đi, anh sẽ xin phép hộ cho. Thanh âm dịu dàng, ấm áp, sống hơi ngữ điệu trong cụm băng. Tôi mở mắt, nhìn chăm chăm vào con bướm nhỏ đang đậu trên chiếc chụp đèn bàn. Tôi cứ nhìn mãi con bướm ấy. Chị Quân. Ừ. Anh có yêu em không? Đồ ngốc, tất nhiên là yêu rồi. Bướm bướm dường như bị chúng tôi kinh động, liền khẽ khàng vỗ cánh. Nhưng cuối cùng nơi lại lặng lặng phục phục như cũ, chờ đợi ánh sáng cùng ấm áp ùa về. Khoảnh khắc đó tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra cơ thể sống đã nghe người ta yêu, nói yêu ta cũng là một thứ hạnh phúc xa xỉ đến thế. I'm not afraid to die.